Sau hàng loạt các huấn luyện viên nội đều từ chối đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trưởng các đội tuyển bóng đá Việt Nam, vậy nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ tính tới phương án sử dụng huấn luyện viên ngoại trong thời gian tới. Có thông tin cho rằng một trong những cái tên sáng giá đang được VFF cân nhắc đó là người cũ Henrique Calisto, vị huấn luyện viên đã có thâm niên 10 năm làm việc tại Việt Nam và từng dẫn dắt tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Không chỉ được biết đến ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Đồng Tâm Long An, huấn luyện viên Calisto còn cùng câu lạc bộ này gặt hái được 2 chức vô địch V-League. Dù đã chia tay với bóng đá Việt Nam 5 năm, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết vẫn luôn theo dõi các trận đấu của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.